không biết gãy chứ vậy. Hôm nay Ni cứ nhất định rủ Pinky đi chơi cho bằng được vậy. Bình thường rủ Ni đi toàn là làm biến đi hoặc là bận không mà có đâu có chịu đi bây giờ đâu. Bây giờ đi thấy là Pinky hay dẫn Mina đi ăn những cái quán rất là ngon. Ni coi ở nhà mà nhìn rất là thèm luôn, cho nên là hôm nay quyết định rủ Pinky ra đây để dẫn Ni đi ăn lại những món ngon nha. À, thì ra là có ý đồ muốn ăn đúng không? À, muốn ăn cái gì? Từ nãy giờ Ni đi dạo cái đường phố đi bộ này toàn là thấy trà sữa không, thật sự là Ni đang rất là thèm món bánh ngọt nhưng mà nói sao không thấy tiệm nào bán bánh ngọt hết trơn. Đến kia có biết cái tiệm nào bán bánh ngọt ngon không, dẫn Ni đi ăn được không? Đồ ngọt, bánh ngọt hả? Ừ. Có một tiệm ở gần đây luôn, đẹp lắm. Thiệt không? Gần đây luôn, bên này đi liền nha. Ở đây Vinky vừa dắt Ni vô một cái quán trang trí rất là đẹp. Trang trí kiểu này là theo phong cách của Đài Loan á, cả nhà nhìn rất là sang trọng luôn. Mà sao Vinky biết quán này mà dẫn Ni vô vậy? Tại vì quán này không phải là mới đâu mà là đã nổi tiếng lâu rồi, ở bên Đài Loan đã có 8 năm thương hiệu này rồi. Là Perfume Dance. Đây cả nhà, quán này có tên là Perfume Dance, đã có rất là nhiều chi nhánh bên Đài Loan, 8 năm rồi. Và đây là chi nhánh đầu tiên ở Việt Nam, mới mở vài tháng thôi. Trời ơi, nghe hấp dẫn quá à. Bên kia bây giờ mình coi trong menu đi ha. Món nào cũng muốn ăn hết á cả nhà ơi, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đi đang thèm bánh ngọt mà nhìn cái này là không chịu nổi luôn nè. Tao muốn ăn cái này là lẩu liền đi Pinky ơi, thèm quá à. Cái này gì đây, cái này không? Đây là hương dừa tình hạ, trời cái con này cũng rất là lạ nữa cả nhà. Món này bây giờ thích chuối rồi, nhiều. Thích chuối với sô-cô-la không? Cũng được, đây là món chuối, chuối là cộng hòa, chuối ngọt. Cái con rất là lạ luôn cả nhà, nghe rất là lạ, hấp dẫn luôn nè. Ê, cái này có hình đuôi vậy nè. Dễ thương. Thôi kêu món này đi ha. Cái này lạ quá, mình kêu cái này nha. Ok. Cái này tên là shuffle cao gót. Là có đôi giày cao gót. Đôi giày cao gót màu hồng với lại mấy trái dâu. Đố này là đôi giày cao gót hay là bằng gì? Chắc bằng sô-cô-la quá à. Ồ, chắc bằng sô-cô-la nó mới đứng như vậy ha. Ok, mình sẽ thử ba món này nha. Xin trong lúc đợi bánh ngọt thì Ni và Vinky sẽ dùng nước trước nha cả nhà ơi. Và món nước của Ni là món thịnh hạ rực rỡ. Các bạn nhìn xem có rực rỡ không nè? Thấy là thấy rực rỡ, nghe cái tên cũng rực rỡ. Nhìn hấp dẫn quá ha Vinky ha. Món của Ni là có cái gì ở trong đó? Món của Ni chính là có xoài và kiwi xay lại với nhau, nhìn rất là ngon luôn cả nhà. Pinky cũng rất là thích xoài với kiwi. Nhưng mà món của Pinky cũng rất là hấp dẫn nha. Đây là trà trái cây tươi. Thì theo chủ quán giới thiệu á, rất là hấp dẫn, Ni có biết sao không? Đây là trà trái cây tươi, nghe tên là một loại nhưng mà thật sự ra là nước chia làm nhiều tầng. Ở trên này là Ni thấy là trái cây tươi đúng không? Đúng rồi. Cái tầng ở dưới trái cây là trà, và tầng cuối cùng là nước thơm, nước ép thơm nguyên chất luôn. Nó chia ra làm 3 tầng. Có chanh dây nữa đúng không? Thì rất là hấp dẫn ha. Bây giờ chúng ta đúng rồi, dùng thử đi. Món của Pinky là được dặn là phải pha cho đều lên. Pha chế lại nữa hả? Ừ đúng rồi, mình sẽ tự làm bartender của mình luôn, mình tự pha chế luôn. Mình sẽ pha cho đều, tại vì nó là 3 tầng mà mình phải pha ly, cho đều ly nhau này là sao? Xong rồi mình sẽ đổ ra trong cái ly này. Sau khi pha mình đổ ra đây. Ni thử của Ni đi. Cũng Ni là phải, cũng Ni là dùng liền luôn, không cần phải pha chế nữa. Mỗi cái có một cái ngon riêng khác nhau đúng không? À của Ni rất là ngon nha, nó vị chua chua của xoài nè, vị chua chua của kiwi nó rất là ngon. Món nước này ngon quá Pinky ơi. Ngon lắm hả? Có giống như sinh tố bình thường không hay là có gì khác? Để, hai loại nó pha trộn để với nhau cho nên là cái hương vị rất là khác biệt, rất là ngon. Ngon cả nhà ơi, nó vị chua chua đi. Rất là thích những cái món mà chua chua cho nên là cái món nước này rất là phù hợp với Ni luôn. Đúng là rất là ngon. Tại vì bình thường á là nếu như mà sinh tố xoài không thì nó hơi ngọt quá. Cái này mình có mix thêm những cái loại khác nữa thì nó vừa phải. Để coi cái món trà trái cây đủ thứ của tôi nó ra như thế nào. Nhìn cũng hấp dẫn quá cả nhà ha. Rồi. Món này
mà phải nói sao ta? À, cái này là kiểu như là pha giữa trà và nước trái cây nguyên chất, cho nên cũng không biết diễn tả cái mùi vị nó như thế nào nữa. Nói chung là nếu như mà là một cái người yêu thích trái cây á, thì sẽ thích hương vị này, tại vì nó là tổng hợp của rất là nhiều loại vitamin tươi. Còn Ni thì thử xem sao, cảm nhận thử lại. Cái này nó kiểu giống như là nó từ những cái nước ép của cái trái cây thôi, cho nên là nó thanh ha. Nó không có quá ngọt, nó không có vị đường, cho nên rất là thanh. Uống cái này ăn chắc là sẽ đẹp da và mát lắm á. Nó không có đường luôn mọi người. Mà biết bên kia thích nhất là cái gì không? Là có trái cây tươi. Nhìn hấp dẫn quá cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ dùng thử nha. Mình sẽ dùng món này gì? Món này đi. Đây là món hương dừa tình hạ. Mình phải dùng thử món này tại vì nó có cái cục kem ở trên. Sắp tan đúng không? Ồ, mình phải hay là mình để cục kem xuống dưới trước đi ha. Để cục kem xuống trước. 2, 3. Rồi, bánh này là xếp tầng. Cái này là các bánh nhỏ xếp tầng lại phải không ta? Nhìn rất là đẹp luôn á cả nhà ơi, nhìn hấp dẫn lắm luôn. Giờ chúng ta sẽ ăn thử kem trước nha. Mình sẽ lấy thử một viên bánh. Một viên bánh thành vuông. Kem rất là ngon, rất là thơm luôn Linh Kỳ ơi. Thật sự là trước giờ cái món bánh này rất là lạ và ngon luôn. Mà có mùi gì dừa à? Có mùi dừa cho nên là rất là béo nha. Ni phải có ăn vị dâu nữa. Ni phải ăn chung kem với lại bánh luôn nó mới đúng món của người ta. Nè, hãy ăn viên này đi. Ngon quá à. Cái bánh này thì nó hơi nóng nóng đúng không Linh Kỳ? Cái vị kem rất là béo, ngon quá. Sức sắc món này rất là ngon luôn á cả nhà. Nếu mà cả nhà có cơ hội thì ra đây dùng thử món này nha, ngon lắm. Mình ăn thử với một miếng kem. Thật sự ra là Linh Kỳ không có thích vị dừa lắm. Nhưng mà cái món kem này á, cái mùi dừa người ta làm không có gọi là quá gắt đúng không? Khi mà ăn với lại cái bánh này, thật sự là bánh này cũng không phải là quá là ngọt, cho nên hai cái mức độ nó vừa với nó nhau. Nó không có bị ngán, không có tạo cảm giác ngán. Đúng rồi. Cái này mình nói là món tráng miệng vậy thôi chứ có thể là mình ăn giống như một bữa no luôn. No luôn cả nhà, tại vì nó rất là nhiều bánh xếp tầng lên mà có thêm một cái viên kem nữa rất là nhiều nha. Đây có một quả dâu rừng. Món này ngon thiệt luôn á. Ăn chung với bánh với lại kem cùng một lúc là mình sẽ cảm nhận được vừa vị bánh nó không nóng nóng và kem nó hơi lạnh lạnh, và nó hòa chung với nhau nó sẽ ngon hơn là mình ăn tách lẻ ra. Ngon quá. Mà cái bánh này á nó cũng mềm mềm vừa phải, không có quá cứng, không có quá giòn, cũng đúng không rồi. Có quá mềm mà nó hơi nóng nóng hòa chung với kem lạnh lạnh, cảm thấy lạ lạ ha. Món tiếp theo là món cộng hòa chuối ngọt nha cả nhà, nhìn rất là hấp dẫn nữa nè. Cái món này chắc là mình thích ăn theo kiểu nào mình ăn ha. Mình tự chấm, tự rưới theo ý thích của mình. Rồi, ok. Xong mình lấy một miếng kem. Cái này là chúng ta phải ăn với chuối thì nó mới đúng đúng không nè. Nêm nè, miếng chuối. Cho nêm miếng chuối lên đó đi. Ui, qua chừng rổ nè. Ok. Thơm quá. Sẽ ăn thử một cái miếng combo có cả kem, cả bánh và cả chuối nha. Đây, bên kia là một miếng cả kem, cả chuối và bánh, dính một cái miếng lá của cái miếng chuối. Sau đó chúng ta chấm kem, chấm kem. Nhìn rất là hấp dẫn nha, bây giờ Ni sẽ dùng thử. Ni thấy sao? Cái vị thơm của chuối nè, cái vị kem sô-cô-la nó hòa quyện với nhau rất là ngon, và bánh nữa. Nói chung là cái món này ăn thấy rất là lạ và rất là ngon. Mà bình thường bên kia thấy là chuối á, trong những món mà ngọt á,
chuối thường hay đi với sô cô la lắm, không biết tại sao, chắc phải vì cái vị của nó hợp với nhau. Hai cái vị nó hợp với nhau thì nó rất là ngon ha. Mình nên cảm nhận như vậy. Nếu như mà ai thích chuối với sô cô la chắc chắn sẽ thích món này, nhưng mà có điều là cái bánh này thì Bính không có thích lắm, tại vì có lẽ là so với cái bánh hồi nãy thì mình thấy nó hơi cứng hơn một chút. Hay là tại vì cái loại này phải ăn như vậy. Đúng rồi, tại vì cái loại này chắc phải ăn như vậy. Mình thêm một chút xíu nước sốt nữa xem nó có mềm được tí nào không. Cái này nước sốt gì hồi nãy người nước ta sốt caramel chấm kem, dùng bánh không thử với nước sốt này coi nó có ngon hơn. Nói chung cái món này là phải ăn chung với nhau luôn thì Ni mới cảm nhận được cái vị ngon nha. Hoa chuối và giữa kem rồi có bánh chung với nhau thì mới ngon. Và cái bánh, cái món này so với món hồi nãy thì lại không có ngọt bằng. Nó đỡ ngọt hơn một chút. Cho nên là nó đỡ ngán. Đỡ ngán hơn một chút xíu. Nhưng mà do là cái bánh nó hơi bị khô một xíu thôi. Hay là thật sự là cái bánh này là phải nướng, do là người ta nướng cho nên nó bị khô ngoài. Nhưng mà Bình thì không thích bánh nó khô quá, tại vì mình sợ là mình ăn nhiều quá mình sẽ ngán á. Nên nếu như mà bánh mềm hơn chút xíu thì mình sẽ thích hơn. Cái món bánh hồi nãy là ngon xuất sắc ha. Rồi, vậy mình thử qua món mới nha. Đi và Bình kia sẽ dùng món tiếp theo nha, nhìn rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Đây là cái món xinh đẹp mà mình đang đợi. Đúng rồi. Nhìn là thấy công món chúa. Món này tên gì vậy Bình kia? Hồi nãy đi quên tên rồi. Đây cao là gót. Món súp phồ cao gót. À đúng rồi. Có chiếc dài cao gót nữa rất là lạ luôn. Cả nhà không biết là chiếc dài làm bằng cái nguyên liệu gì hả? Có khi nào là không biết là có ăn được không hả? Hay là bằng sáp, có khi nào bằng sáp điện gì? Cày? Thấy nhìn nó, cả nhà thấy không, nhìn nó hơi giống sáp điện cày nè. Làm sao mà sáp điện cày được? Là ăn được. Sô-cô-la đúng không? Chắc chắn là ăn được người ta mới để vô chứ đâu có thể nào mà trang trí không vậy. Mà nếu như mà cứng như vậy là chắc chắn phải là sô-cô-la rồi. Chính xác. Không tin mà ăn thử đi. Bây giờ ăn đi mà cái ơi. Nhìn nó rất là hấp dẫn, phải ăn liền thôi. Cái món này mình chắc mình phải cái này giống cái hamburger. Mềm. Sao mềm dữ vậy? À cái này là kem mềm. Hay là lớp ở trên thôi, mình cắt thử đi. À cái bánh cũng mềm, hay là đây là bánh phô mai nhỉ? Bánh bông lan. Ồ rất là mềm nha, mềm cực kỳ. Bánh tan chảy hả? Thì nó hấp dẫn mà. Nó chung với kem với dầu. Ý chết cha tôi làm đổ. Làm tan nát cái cục dâu rồi. Bây giờ mình sẽ làm thử một miếng có trái dâu và có dâu và cả kem luôn nha. Muỗng có bánh có dâu có kem luôn. Mình thích cái này tại vì bánh này rất là mềm. Đúng rồi. Mình để vô miệng kiểu như là nó tan chảy luôn á. Rất là ngon. Đúng cái kem, cái kem này thì nó ngọt hơn cái kem trước mà ăn chung với bánh này nó rất là ngon ha. Bánh thì mềm mềm, kem thì có vị rất là béo và thơm. Thì sẽ ăn chung với lại một miếng dâu xem như thế nào nha. Cái bánh này đúng là kiểu nó mềm giống như kiểu cái con giống như là cái chủ đề bánh bèo như thế này nên nó hợp với kiểu như là mong manh đúng rồi, mong manh dễ tan chảy. Bánh này rất là mềm, rất là ngon. Nó mềm kiểu mềm mịn tan chảy và cũng ngọt vừa phải, không phải là quá ngọt. Ăn kèm với lại cái kem lạnh với dâu thì cái mùi phải nói là rất là thích ha. Cái bánh này rất là ngon, để vô miệng là tan chảy ra luôn, rất là ngon luôn. Bây giờ còn cái đôi giày lọ lem này sao nhở? Mình cũng phải thử thôi. Giờ làm sao để ăn tiếc được quá à. Rất là đẹp. Trời ơi, tôi đụng vô mà nó chảy, bắt đầu chảy trong tay của mình rồi nè. Đúng là sô-cô-la rồi đó. Thì ăn đi, ăn cái sáp điện cày của bà đi. Ăn thử đi, kia đút đi ăn thử nha. Bây giờ đút đi ăn thử nè. Chụp tấm hình. Mọi người ơi, nhớ chụp tấm hình lại để dưới comment cho Binky Benny nha. Không biết gãy chiếc gì. Thôi ăn vào cái gót. Thôi ăn vào cái gót. Đây là sô-cô-la cả nhà ơi, không phải là sáp nha. Rồi, đây gãy mất rồi. Gãy mất rồi. Sô-cô-la có vị thơm của dâu rất là ngon. Lọ lem đêm nay đã tàn rồi, không về với hoàng tử được. Chiếc hài đã bị Ni và bên kia cắn mất rồi. Cái sô-cô-la này mình không biết là thật sự là khi mà bước vô quán này, Ni và bên kia gọi những cái món đồ ăn ra, mọi người không muốn ăn món nào luôn. Tại vì món nào cũng rất là đẹp, món nào cũng rất là xinh, nếu mà ăn thì sẽ rất là tiếc. Nhưng mà ăn vào thì
rất là ngon ha Vinh Kỳ ha, rất là ngon luôn. Cái này là chỗ này là mình vừa thích hợp để sống ảo. Sống ảo không phải vì cảnh đẹp nữa mà đồ ăn cũng đẹp. Mình sống ảo rất là đẹp. Đúng rồi, sống ảo 1000 kiểu. Và sau khi sống ảo thì mình có thể ăn, nói chung là đẹp cách mấy mình sống ảo xong rồi thì mình cũng thỏa mãn rồi đúng không? Rồi. Mình sẽ ăn được. Mình sẽ ăn, được. Ăn cũng thấy rất là tiếc tại vì rất là đẹp. Ừ. Nhưng mà cái món này thì mặc dù là chiếc giày rất là đẹp nhưng mà là sô cô la nguyên khối hết á, nên không biết là mình có ăn kèm với mấy cái này không ha, chứ nếu mình ăn riêng thì nguyên một chiếc thì ăn hơi ngán, thì tiền ngọt quá ngán. Mình không thể nào ăn hết nguyên chiếc được, hay là mình thử ăn kèm thì bánh á, nếu như mà cái này mình đi chung đông ngồi á, mình kêu vậy mình ăn sẽ hết, còn hai đứa mình thì kêu vậy nó sẽ quá nhiều ăn không hết. Đúng rồi, mình chỉ có thể sống ảo thôi. Đúng rồi. Review cho mọi người biết một quán rất là xinh đẹp, rất là dành cho những bạn nào mà thích phong cách bánh bèo giống như là Neil và Vinky thì sẽ ghé đây để chụp hình sống ảo ha. Facebook của Neil là gì? Trời, không tin luôn mọi người, bây giờ hỏi Facebook của Neil là không, gì? Không, ý là nó để chồng giới thiệu cho mọi người biết Facebook của Neil là Nisaki, Facebook của Vinky là Thân Thùy Bảo Trân, mở ngoặc Vinky đóng ngoặc. Tại vì mọi biết tại sao mà nói vậy không? Tại vì tụi mình đã vừa có 1000 kiểu ảnh ở đây rồi, cho nên mọi người hãy nhớ đón chờ xem trên Facebook của Vinky và Ni, nếu mà xuất hiện những tấm hình này thì like liền nha. Cả nhà ơi, vậy là Ni và Vinky đã review xong một vài món đặc biệt nhất ở cái quán xinh đẹp này cho mọi người. Nếu như mà ai thích ăn dạng bánh ngọt kèm với kem và sốt kem theo âm hưởng của Đài Loan thì hãy đến thử ngay quán này nha. Và địa điểm cũng rất là thuận lợi và dễ tìm vì nó nằm ngay kế bên phố đi bộ. Đúng kế rồi, bên BTS rất là dễ tìm luôn. Và cả nhà ơi, nếu như mà cả nhà biết một địa điểm hay là một quán nào mà có những cái món ăn ngon thì cả nhà comment lại bên dưới nha. Hôm sau Ni và Vinky sẽ tiếp tục đi đến đó để review những món ngon cho cả nhà nữa nha. Và cả nhà ơi, đừng quên bấm like và subscribe cho kênh của tụi mình nữa nha. Bye bye. Bye bye.